Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Huy Trung Auto. Bên em chuyên mua bán trao đổi các loại ô tô cũ đã qua sử dụng nha anh em. Hôm nay bên em lên sóng trên hồ mẫu xe và nó rất là đẹp luôn, rất là tâm huyết của em dọn luôn nha anh em. Còn là Daewoo La City nha anh em, sản xuất năm 2009, số tự động nha anh em, bản full CDX, cửa sổ trời này, hai túi khí hai bên, đèn tự động, điều hòa tự động, gạt mưa tự động nha anh em. Nói chung xe thì rất là đẹp. Anh em mình mua về là chỉ có việc là sử dụng đi ngay thôi. Xe thì nói chung là sơn si bên ngoài rất là đẹp nha, sơn si màu trắng, biển 92 Quảng Nam, cam kết với anh em là không đông đụng và không ngập nước nha anh em. Đó, mâm là mâm 17 inch nguyên bản trên xe, được em cách tân lại tí nhìn cho rất là đẹp rồi. Xe này thì độ lên rất là nhiều rồi, dọn lại rất là nhiều, đuôi gió lipo rồi. Xe đăng kiểm bình thường nha anh em, bao đăng kiểm cho anh em mình chạy toàn quốc luôn. Đăng kiểm không được bên em nhận lại xe, anh em trả đủ tiền cho anh em. Ừ. Sơn si bên ngoài là bóng nha anh em, đấy, bóng loáng luôn. Đấy. Con ruồi đậu lên mà còn trượt chân té đó. Nội thất kìa, cho anh em coi nội thất này. Sơ qua cái nội thất cho anh em ghiền này. Nội thất anh em thấy không? Nội thất là full da nắp ba. Đấy. Full da hết, rất là đẹp nha anh em. 225 triệu nha anh em, bao vận chuyển cho anh em mình toàn quốc nha. Đấy. Khám đăng kiểm đến tháng 8 năm 2023 nha anh em. Khám con này khám 1 năm. 209 thì là khám đến còn 6 năm, khám 1 năm nữa anh em. 209 thì còn 6 năm, khám 1 năm nữa. Rất là dài luôn nha anh em. Rất là dài. Đèn là đèn trước là đèn xinh nông, đi rất là sáng nha nè. Đèn xinh nông. Sơn si bên ngoài là rất là đẹp, anh em mua về đổ xăng là chạy thôi. Daewoo La City nha anh em. Đấy, 225 triệu. Sơn si bên ngoài xe màu trắng, anh em mình rất là thích hợp cho anh em mình mua về chạy dịch vụ cô dâu, đám hỏi đám cưới rất là ok luôn. Và đặc biệt là con này máy có chấm 6 rất là lợi xăng. Số tự động nha anh em, máy móc chạy rất là ngon. Chạy rất ngon nha. Anh em nào mà vào đây xem xe chạy thử em cảm bảo đảm với anh em là ghiền luôn á. Chạy rất là êm ái, nhẹ nhàng. Không lỗi số nha anh em. Hộp số tự động 6 cấp đi cũng khá là lợi xăng. 1.6 đi tầm 8 lít nha anh em. 8 lít trên 100 cây. Đó. Khóa rồi đầy đủ luôn. Khóa mốt theo xe rồi đề sà ta tốt, đề nổ đầy đủ. Nội thất là rất là đẹp nha anh em. Nội thất là rất là đẹp. Nội thất là full da nắp 3 luôn. Đấy, cực kỳ đẹp nha anh em. Nội thất màu da bò nha anh em, màu da bò cực kỳ đẹp luôn. Hiếm có một con La City nào mà dọn nội thất đẹp như con này nha anh em. Hiếm có một con nào nhưng mà dọn nội thất tâm huyết mà bỏ ra số tiền rất là nhiều để dọn cái nội thất lên đỉnh như thế này. Đó. Tích hợp vô lăng tay lái trợ lực, hộp số tự động 6 cấp, đèn tự động nha anh em, gạt mưa tự động. Đấy. Rồi điều hòa tự động, lên một cái màn hình Tesla siêu to. Đấy. Một cái màn hình này siêu to này. Khóa smart key nè, đề nổ start top nha anh em. Đấy. Đây một cái màn hình rất là to ảnh rồi. Vô lăng tích hợp vô lăng là đầy đủ luôn. Giờ em sẽ nổ máy cho anh em coi này. Nổ máy thì anh em dặm phanh nha nè. Dặm phanh nhấn lúc nổ máy thôi. Máy nổ rồi. Máy nổ rất là êm. Cột kèo theo xe là nguyên bản. Cam kết với anh chị mình là không đâm đụng và không ngập nước nha. Đấy, bên em cam kết không đâm đụng, không ngập nước. Cửa sổ trời này. Đấy. Cửa sổ trời này. Một chạm ra này. Đấy. Một chạm ra này. Cửa sổ trời rồi hoạt động đầy đủ tốt nha anh em. Đấy. Trần là trần Mỹ này. Đó. Rất là đẹp. Cam kết với anh chị mình không đâm đụng và không ngập nước nha anh em. Đấy, anh em vào phát hiện đâm đụng ngập nước bên em tặng xe. Đèn đủ rồi, đèn đủ rồi. Nói chung xe không thiếu cái gì đó. Anh em mua về đổ xăng là chạy thôi. Bên đây có cả đèn này, nắng nắng này. Và đèn là đèn chống chói tự động ban đêm luôn này. Hộp số tự động nha, số tự động nhẹ nhàng lắm, số tự động anh em vào đê là chạy thôi, vào đê là có xe là chạy thôi. Hộp số tự động 6 cấp nha anh em. Camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ này. Cam lùi này anh em, rõ nét cực kỳ, có cảm biến lùi nha anh em. Về cho anh em coi này. Lại càng gần nó càng báo anh em thấy không? Lại gần nó báo này, em đang về lại này. Lại sát à. Anh em thấy không? Lại gần là nó báo khi mà mình càng gần khi mà mình càng gần là nó báo càng to nha anh em thấy. Hộp số tự động nhẹ nhàng chạy sướng, vô lăng tay lái nhẹ nhàng chạy đã lắm em. Con này chạy vừa đầm chắc lắm, dòng này con vỏ nó nặng này, chạy đầm chắc lắm, gương gập điện chỉnh điện luôn này anh em thấy không? Gương gập điện hai chế độ luôn á. Gập điện rồi này, đầy đủ hết này, vào đầy đủ nha anh em. Cánh bấm điện là hoạt động tốt hết cho anh em này. Anh em thấy không? Cánh bấm điện là dán phim cách nhiệt cho anh em mình hết rồi nha. Dán phim cách nhiệt cho anh em mình xong hết xuôi hết rồi. Gương kính lên xuống là nhẹ nhàng. 225 triệu một cái mức giá phải nói chung rất là yêu thương luôn. 225 triệu nha anh em. Gương kính chính điện này.
hoạt động tốt nha, cửa sổ trời đầy đủ nè anh em. Đèn phía trước này đầy đủ cho anh em luôn nè, không thiếu thứ gì luôn nha. Đèn đầy đủ anh em ha. Dưới đây là bệ tì tay rồi, cũng rất là đẹp. Phân tay đây, đèn led nội thất đổi màu rồi đầy đủ nè. Mình có remote này, mình thích nó đổi màu gì nó đổi màu đó nè. Xanh rồi đỏ tím vàng rồi gì tùm lum hết anh em thấy không? Nó đang đổi màu dần dần nè anh em thấy không? Đang đổi màu nè, nội thất là đổi màu, đèn đổi màu rất là đẹp nha. Có cái remote này mình thích chỉnh màu gì thì chỉnh nha anh em. Đấy, hai khóa mốt theo xe, khóa mốt này, khóa mốt rất là đẹp. Một số tự động, điều hòa tự động, sấy ghế này anh em. Sấy ghế là làm ấm ghế nha, mùa đông mà đi có cái sấy ghế này rất là ok. Một cái màn hình Tesla siêu to khổng lồ luôn, có cam hành trình, cam lùi đầy đủ nha anh em. Cam hành trình trước này, cam hành trình trước là đầy đủ nè, hai cam hành trình trước này, âm thanh loa đài anh em nghe này. Âm thanh con này nó một từ rất hay nha anh em, tích hợp vô lăng là đầy đủ. Đó, em tích hợp vô lăng là đầy đủ nè. Hai bấm dừng rồi. Thanh này bấm đầy đủ anh em thấy không? Âm thanh con này nó từ rất hay. Anh em nào vào đây xem xe cảm nhận thử cái âm thanh này coi thử em nói có đúng không? Rất hay nha anh em. Không nó chỉ từ hay là rất hay. Một để đồ đây. Nói chung tắp bi, tắp lô hai túi khí bảo vệ đằng trước này. Nói chung rất là đẹp, nội thất độ lên như thế này nó rất là tâm huyết rồi nha anh em. Không còn gì mà để mà chê nữa luôn anh em. Quá tuyệt vời anh em ạ. Mà giá tiền quá rẻ, 225 triệu nha anh em. Bao vận chuyển cho anh em mình toàn quốc nha. Máy móc thì nổ là phải nói là thì thầm mùa xuân luôn. Nổ rất êm, chạy rất ngon. Anh em nào vào xem xe chạy thử là anh em sẽ biết nha anh em. Đấy. Cột kèo tem rồi theo xe là nguyên bản này. Đấy. 100% là không đâm đụng, không ngập nước cho anh em mình nha. Đấy. Form dáng theo xe thì nó rất là đẹp. Màu trắng này thì mình rất là thích hợp gia đình mình đi sử dụng này. Hoặc là chạy dịch vụ cô dâu đám cưới đám hỏi thì thôi, phải nói rất là ok. Đó. Nội thất full da nắp ba, đường may chỉ quá, đường chỉ may rất là đẹp, sắc nét cực kỳ, thợ phải nói là thợ siêu chuẩn, có tâm đấy thì mới tạo ra một cái nội thất mà quá đẹp như thế này. Hàng ghế sau anh em, hàng ghế sau phải nói rất là rộng rãi này, ngồi rộng rãi lắm. Nói chung dòng Karoo này rộng rãi nhất phân khúc mà nè. Đấy, gương kính bóng điện hoạt động, chỉnh điện hoạt động tốt thế này. Đó, gương kính điện hoạt động tốt thế này. Ngày trên đây mình ngồi đây có thể thấy cửa sổ trời này. Khoang xe trong xe rất là rộng rãi, sạch sẽ nha anh em. Phía sau đây có một cái cốp để mình thông đằng sau này. Đầy đủ hết cho anh em, bệ thì tay ngồi đây. Mình chở 5 người thì bỏ cái bệ thì tay lên, ngồi sau rất là rộng rãi. Phía sau có cầm tẩu sạc này, đấy. Rất là tiện nghi luôn, đầy đủ. Nội thất trong xe nó rất là đẹp. Giá tiền hợp lý nha anh em, cách âm tốt, chạy êm, gầm bệ chắc chắn. 225 triệu một cái mức giá cực kỳ hợp lý đối với anh em mua xe tại Huy Trung nha nè, quá hợp lý luôn. Bệ đi tay nè, đầy đủ nè, thấy không? Xe khám đăng kiểm bình thường nha nè, bao đăng kiểm cho anh em mình luôn. Anh em mua về đăng kiểm không được, gửi xe là em đăng kiểm cho. Đấy. Cam kết với anh em đăng kiểm, bữa nay đăng kiểm người ta dễ dàng hơn rất là nhiều rồi. Đấy. Và xe đăng kiểm 1 năm. Đó. Tắt cái nhạc này. Cột kè hai bên này còn nguyên nha nè. Bên em kiểm tra hết rồi. Âm thanh loa đài rất là hay, cực kỳ hay luôn. Âm thanh loa đánh rất là hay nha anh em, bốn cái loa gì nó quấn rất là tức ngực. Đó. Xe này 6 loa nha anh em, bốn loa cánh, hai loa tép. Bên đây thì sơ cua, lốp sơ cua mâm rồi sơ cua đầy đủ nha em. Cột kèo thùng mỏ là nguyên bản này, cam kết với anh chị mình là không đâm đụng, không ngập nước nha anh em. Ở đây là có mở lốp, mở độ đầy đủ cho anh em luôn. Đó, giá tiền cực kỳ hợp lý nha anh em. 225 triệu bao vận chuyển, anh em vào chị về có bất phí nha anh em. Biển số 92 em mua của chính chủ. Anh em nào cần rút hồ sơ công chứng giấy tờ rất là nhanh chóng trong vòng một nhóm nhạc thôi nha. Đó. Gầm bệ thì rất là đẹp. Anh em có thể thấy đây, gầm bệ thùng sau lớp xe cua này. Chưa có hiện tượng gọi là rét mục mọt nha anh em. Gầm bệ rất là đẹp. Và đặc biệt là chạy êm, cách âm tốt, đầm chắc. Máy đang nổ anh em, rất êm nha, máy rất êm.
Máy nổ rất êm. Nội thất full da nắp ba nha nè. Đấy, full da nắp ba rất là đẹp. Da dễ rồi mới keng, sạch sẽ, không một lỗ nhỏ nha nè. Đấy, tắp bi anh em có thể thấy này. Hiếm có một con mà La City nào mà độ được như thế này. Mà giá tiền rất là rẻ luôn, em bán chỉ bằng xe người ta không độ thôi. Đó, 225 triệu nha em. Quan trọng là chất xe nó chất, không đông đụng, không ngập nước, máy móc êm, chạy ngon nha em. Đấy, quan trọng là xe dọn đẹp một phần, nhưng mà quan trọng phần máy nữa, máy chạy ngon nữa. Đấy, cam kết máy móc anh em chạy là siêu đỉnh luôn. Da dễ rồi, trong xe là nhìn xịn lắm anh em, rất là xịn luôn. Hộp số tự động nha em. Khóa mốt rồi, đề nổ từ xa, đề nổ từ xa top rồi, đầy đủ như này, không có đề nổ từ xa. Mở cửa anh đã báo trên màn hình, một cái màn hình rất là xịn luôn. Màn hình này 7-8 triệu nha em. Đấy, vô lăng rồi rất là đẹp. Anh em mình mua về đổ xăng là chạy thôi, không biết phải làm gì thêm về con xe nữa nha em. Rất là xứng đáng luôn. Tắp bi chỉ là xe là còn nguyên này. Cam kết với anh chị em mình là không đâm đụng mà không ngập nước nha. Bên em kiểm tra xe cho anh em hết rồi. Đó, nội thất theo xe rất là đẹp. Anh em thông cảm nó hơi ồn tí vì hàng xóm người ta đang cắt mấy cái đồ đấy. Phôm dán rất là đẹp nha anh em. Phôm dán cực kỳ đẹp luôn. Anh em mình mua về đổ xăng là chạy thôi. Dòng này thì phôm dán 5-10 năm nữa thì vẫn còn đẹp nha anh em. Bởi vì phôm dán là Cru với La City thì em thấy nó kiểu nó đi trước thời đại anh em. Không lỗi thời nha. Còn máy móc thì anh em thấy nổ đây. Rất là êm nha anh em. Máy móc này êm cực kỳ. Máy nổ đứng hình luôn. Tuy con nào với con này thì máy rất là êm. Đấy, hộp số nhảy nhẹ nhàng như này, con số số tự động nhảy rất là nhẹ nhàng. Đấy, số tự động nhảy không có giật số như này, cabo rồi đây. Đấy, cột kèo chỉ rồi theo xe là nguyên bản 100%. Cabo là cabo rin nha em, chưa cabo chưa ra này. Đó, máy móc rin, máy số rin nha em, máy số rin, cabo chưa ra này. Máy móc thì nổ rất là êm, chạy rất là ngọt ngào như này, đạp máy lên máy vậy. Máy chấm 6 thì uống xăng ở tầm 8 lít. Đèn là đèn xin ông rất là sáng đó. Em sẽ mở đèn cho anh em coi. Máy đang nổ đó anh em thấy không? Anh em mà vào chạy thử con xe này thì chắc chắn anh em sẽ ghiền nha anh em. Đấy, mở cái đèn giùm em anh. Đèn là đèn tự động nha anh em. Ra sáng, ra vào tối tự động nó bật, ra sáng tự động nó tắt. Đèn là đèn xin ông thì rất là sáng này. Ok. Gặp cái gương lại luôn nha. Anh em thấy phôm dán em xe rất là đẹp không? Xe thì em do dán mấy cái linh tinh nhìn nó hơi rối mắt tí, chứ anh em nào mà không thích cái style mà này thì anh em về tháo ra thì đẹp. Gặp cái gương lại luôn. Phôm dán rất là đẹp nha. Nội thất được ăn tiền cái nội thất này. Phôm dán đẹp, xe đẹp, nói chung không lỗi nha em. 225 triệu thì một cái mức giá này nó rất là hữu nghị với anh em luôn. Khóa mốt xe này. Khóa là còi keo nha em. Gầm bệ rất là đẹp nha em, gầm bệ đây. Em đã kiểm tra cho anh em rồi, không một mọt nha em. Gầm bệ sắc xi là nguyên bản. Đó, không một mọt nha em. Phôm dán cực kỳ đẹp rồi. 225 triệu bao vận chuyển. Phí hồ sơ anh em mà rút thêm phí nha. Còn bên em chỉ bao phí vận chuyển thôi. Còn anh em nào vào xem xe chạy về trực tiếp thì bên em sẽ bớt phí vận chuyển cho anh em mình nha. Đấy. Còn xe thì đây, đẹp cực kỳ. Nói chung không có lỗi nhỏ nha anh em. Bấm mốt là đèn nó sáng anh em. Khóa mốt đèn tắt này. Đỉnh. Form này thì thôi, 5-10 năm nữa vẫn chưa có gì. Khám đến tháng 8 năm 2023. Khám con này thì còn 6 năm 1 năm nữa. 6 năm để khám 1 năm nữa nha anh chị em. Đấy, 6 năm. Bao đăng kiểm cho anh em. Anh em mà đăng kiểm không được, gửi xe ra đây em đăng kiểm cho nha em. Đấy. Xe thì nói chung nguyên bản hết, mâm nó cũng nguyên bản, đèn cũng nguyên bản, nói chung là đăng kiểm rất là dễ dàng thôi. Không có gì khó. Đấy, chắc chắn với anh em mà đăng kiểm rất là dễ dàng nha. Đó, nếu như đăng kiểm mà không được, anh em đăng kiểm không được, gửi xe lại em nhận xe lại cho anh em. Đấy. Daewoo La City 225 triệu nha anh em. Bao vận chuyển cho anh em mình toàn quốc luôn. Anh em mà vào xem xe chạy về thì bên em sẽ mất phí vận chuyển cho anh em mình chạy về nha. Cho anh em coi lại cái nội thất một lần nữa này. Đó, nội thất cực kỳ đẹp rồi. Cửa sổ trời đầy đủ này, cửa sổ, cửa nóc, cửa sổ trời, tích hợp vô lăng, tay lái trợ lực rất là nhẹ nhàng. Nội thất cái độ lên rất là nhiều tiền rồi. Đó, máy lạnh điều hòa sâu. Số nhảy ngọt ngào nhẹ nhàng. Đó, không giật, không lỗi số nha anh em, cam kết với anh em không lỗi số, máy móc ngon. Dòng này thì thôi, cực kỳ chạy, cực kỳ lạnh, cực kỳ ngon rồi. 225 triệu nha, anh em nào cần alo ngay cho em nha anh em. Đấy. Rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nhiều hơn nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.